Hello, hello, hello anh chị ơi, mình đang ở Đài Chiến sĩ Việt Mỹ Houston, Texas. Đây, chuẩn bị các anh chị đã ra tới rồi nè, đây nè. Chuẩn bị em quay rồi đó, nói đi. Rồi. Ok, mời đúng 9 giờ rưỡi, bây giờ còn có chỉ có 2-3 phút nữa rồi, là tới giờ ha. Thắp nhang nha anh Lộc. Lộc ơi, nhờ anh thắp nhang gần tới giờ rồi. 2 phút nữa là tới giờ rồi. Cầu nguyện cho những người lính Mỹ đã hy sinh ở Afita và Việt Nam mình, những người dân đã hy sinh. Cầu nguyện. Còn 2 phút nữa, mời cô chú anh chị chụp nha. Hello anh Hưng, khỏe không? Rồi chúng tôi xin kính mời tất cả các bạn, chúng ta chuẩn bị chỉ còn 1 phút mấy nữa thôi. Thì hai bên của anh Linh Xe chính Trần Anh Dũng đó là thuộc về của ban nhân viên cũng như là hậu vệ, và sau đó thì chúng ta tiếp tục nói này. Thank you.
nền để ghi nhớ đến những công đức tiền nhân và các anh hùng dân tộc bị chết quang thân. Phút mặt nền để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong quân dụng chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặt nền để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta đã chết đau đớn trong cuộc chiến đấu mới. Các chiến sĩ đã gửi thân tại các núi, các rừng, các vùng tù cộng sản. Và sau đó là phút mặt nền để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta kẻ thay mắt cho đường tiền tự do đã gửi thân tại thế giới và trên lòng phát triển nhân dân. Phút mặt nền bắt đầu. Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ sống vân vân hiện hạn trên miền đất tự do cùng nhau chúc dân vân vân trước tượng đài để tỏ lòng tri ân các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cách mạng trong cuộc chiến chống cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi và anh linh các tử sĩ hộ trì cho đất nước và công dân Việt Nam hàng trăm năm trên mọi nơi. Tổ quốc và non sông Việt Nam được trường tồn vĩnh cửu, dân tộc Việt Nam nên bất khuất vượt cường, giúp mọi kẻ thù tàn phá xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những chiến sĩ đang can trường đấu tranh ở quê nhà cũng như tại hải ngoại đạt được nhiều thắng lợi, giành lại tự do, nhân quyền và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho hơn 90 triệu đồng bào tại Việt Nam. Lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được sớm tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, nêu cao chánh nghĩa ngàn đời từ Bắc tới Nam. Tất cả chúng tôi xin cúi đầu kính bái. Hào diễn, Mỹ. Sau đây ban anh thư trực. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây ban anh thư thiện nguyện mời tất cả các anh em có mặt ở đây, không phân biệt là ở trong ban anh thư thiện nguyện hoặc là hậu vệ, nên để cùng đứng chung hát một bài Màu Áo. Vâng, xin kính mời tất cả. Màu Áo Hoa Rừng. Màu Áo Hoa Rừng. Mời hậu vệ. Vâng, xin kính mời lên tất cả. Rồi chúng ta xin kính mời tất cả lên. Mình mới đứng dưới đây mình mới thưởng thức chứ. Ta cống hiến rồi lên hát ai thưởng thức. Mình đứng dưới đây để thưởng thức. Cái này là gì? Ngày anh ra đi với chiếc áo xanh màu hoa, ngày anh ra đi mãi xuống những nhan đường xa, bắc suối qua rừng chập trùng hay những đêm dài lặn lùng, sương mờ nẻo vắng bước chân anh không ngại ngùng, tình thương mênh mông em vẫn tin nơi người đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân cơm cắn ăn một lò. Rồi hôm nay đây, chiến thắng ăn quay về đây. Vòng hoa trên tay, em đến trao ăn người trai. Năm tháng vui tròn, nụ cười, nón nước tưng bừng đợi chờ. Bao người chiến sĩ áo xanh hoa rừng khắp nơi. Kỷ niệm ơi, hẹn lại gặp lại tuần sau nha. I love you all. Bye bye.